Sáng ngày 27 tháng 2, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đến động viên đoàn công tác hỗ trợ cơ sở phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Cùng dự lễ động viên có lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Trong những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng cao, trong khi đó, việc điều trị F0 tại nhà còn gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Vĩnh Tường đã có nhiều giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Trong đó tỉnh đã hỗ trợ mỗi xã, thị trấn có nhiều F0 từ 1 đến 2 cán bộ y tế và tình nguyện viên để hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Trong đợt này, huyện Vĩnh Tường cũng đã huy động thêm 16 cán bộ chiến sĩ, lực lượng động viên để hỗ trợ cho các xã có nhiều F0 trên địa bàn huyện. Động viên đoàn công tác hỗ trợ cơ sở phòng chống dịch bệnh COVID-19 xuất quân làm nhiệm vụ. Đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện mong muốn các thành viên trong đoàn tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kiến thức học tập, công tác, năng động, sáng tạo, tiết kiệm từng giờ từng phút để hỗ trợ cơ sở làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lê Nguyễn Thành Trung yêu cầu mỗi cán bộ y tế phát huy tốt trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, không quản khó khăn, thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch, đảm bảo an toàn cho mình và đồng nghiệp, tuân thủ tuyệt đối, chấp hành nghiêm sự phân công nhiệm vụ của chính quyền sở tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.